Tôi mua một gói hàng, một cái đèn pin ở trên Lazada. Trên Lazada là cái đèn pin được gửi từ nhà bán hàng Trung Quốc. Nhà bán hàng Trung Quốc. China, địa chỉ là China Trung Quốc. Đấy. Nguyên này nguyên kiện như thế này. Đèn pin hồng ngoại, cả tiền ship là 184.000. 184 Việt Nam đồng. Mở ra xem nhá, xem nó có đúng như quảng cáo không. Nếu không đúng thì tôi sẽ giải lại. Bạn China này nó bán hàng lục cộng lắm. Bán trên Lazada này. Pin nhẹ teo này, vỏ bằng sắt, vỏ hợp kim mà nhẹ này. Thì bóc một cái góc này lại. Rất nhẹ. Được. Vỏ hợp kim mà nhẹ này. Biết cái xoay được à, giật gọn nhẹ, đây, đâu phải đẹp không? Dùng pin 1865, dùng pin 1865. Rồi bây giờ là không có pin, không có pin. Đây là công tắc cả đít. Rồi không có pin. Giờ tôi sẽ cho pin. Không có pin không có sạc. Cái này không có độ sạc. Cái đèn này không có độ sạc. Sạc là cái này phải sạc ở ngoài. Lấy cái pin và cái đèn này sạc thử. Thử nhưng mà thử bây giờ thử ban ngày. Ban ngày vẫn được mà. Thử ban ngày vẫn được. Tôi sẽ nhìn bằng đã sáng, lắp vào cái đã sáng, tắt ra nào, tắt đâu, bật, sáng không ngoại đây, được rồi, nhưng mà không biết có xoay được sao không, đó, tôi sẽ đi thử bằng cái mắt cam kia nha, dùng cái cam này để nhìn, dùng cam này để nhìn. Cam an ninh ở ngoài. Khởi động luôn đây. Cam an ninh ở ngoài đây. Avantech. Bây giờ là ban ngày, thì tối còn đấy. Tối còn nhìn nữa nhưng mà cứ khởi động. Đây, cái này đấy, đèn ở ngoài cũng sáng đây. Đèn ở ngoài bịt cái cảm ứng đi đèn ở ngoài sáng rồi, ok. Để đây nó để một lát để nó kết nối internet đấy. Để nó kết nối internet. Rồi, nó đã nói, đã kết nối, ok. Giờ tôi sẽ dùng cái điện ra này để tôi nhìn. Bật phần mềm. Rồi. Cam này đã nhìn vào cam này nha. Đã nhìn vào cam này rồi.
Bây giờ là cái điện thoại này đang nhìn cam nha. Để đó điện thoại là đang nhìn cam này. Đây là ban ngày, giờ tôi sẽ để vào chỗ tối và soi đèn của bạn. Đấy, để vào chỗ tối. Bây giờ là đèn hồng ngoại của cam. Đây là đúng đang dùng đèn hồng ngoại của cam. Đóng cửa lại để cho nó vợi tối đi một tí, vợi sáng một tí. Rồi, vợi sáng một tí, giờ xoay đèn. Rồi, xoay đèn có tác dụng, nói chung là có tác dụng. Có tác dụng đấy. Nhưng mà không biết có xoay được xa không. Rồi, tôi kẹp cái đây là cái cam, để cái điện thoại, để cái cam với cái đèn song song nhau để cho nó soi. Đấy. Phóng to chỗ này để các bạn cùng nhìn nhé. Rồi, bây giờ soi. Được đấy, cũng sáng đấy. Không biết có xa không. Để đêm tối hôm nay tôi sẽ soi xem được bao nhiêu mét. Cái đèn này soi được bao nhiêu mét. Đây thì gần 2-3 mét. Cũng sáng đấy. Soi trong nhà. Tôi nói xa đấy. Đóng cửa.
chắc là sẽ soi được độ khoảng 7-8 mét, và độ còn độ chục mét thì là kém, chỉ được thế đâu, cái này chỉ soi được thế thôi. Rồi để tối là quay tiếp, tối thì mới nó mới chính xác, tối mới chính xác. Thế là có nghĩa là đúng là người ta bán cho mình một cái đèn pin hồng ngoại như vậy là đúng là đèn pin hồng ngoại. Thế còn chất lượng soi được xa bao nhiêu mét thì tối nay thử nghiệm mới khẳng định được. Thế còn độ bền thì chưa biết là độ bền như nào. Thế còn về hình thức thì thế này là đúng, đúng quảng cáo, đúng như giới thiệu.